Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 17 quyết định công nhận điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh thuộc 10 huyện. Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương có các khu điểm du lịch được công nhận, có cơ hội phát triển và thu hút du khách. Các khu điểm du lịch được công nhận là các danh thắng, di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia có nhiều tiềm năng thế mạnh để khai thác phát triển du lịch như khu tưởng niệm Bắc Hồ về thăm yên trường huyện yên định đền thờ Lê Văn Hưu, huyện thiệu hóa bản Hiêu, bản kho mường bản đôn huyện Bá Thước suối cá thần cầm lương huyện Cẩm thủy được tỉnh công nhận là khu du lịch cấp tỉnh vì vậy cái công tác chuẩn bị của chúng tôi cũng đã chú đáo hơn trước hết là chỉnh trang khuôn viên cải tạo lại khuôn viên đảm bảo cho cái điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ khách tham quan đồng thời củng cố về cái tour du lịch kết nối với Sầm Sơn, Thành Nhà Hồ, Lam Kinh. Việc công nhận các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cơ sở cho việc định hướng đầu tư phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm ý thức của ngành quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ, gìn giữ, phát huy các khu điểm du lịch, khẳng định chất lượng thương hiệu, tạo đà phát triển du lịch xứ thành. Tối qua 15 tháng 1, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và công ty Điện lực Thanh Hóa đã đóng điện thành công đưa vào vận hành trạm biến áp 110 kV Tây thành phố Thanh Hóa. Trạm biến áp 110 kV Tây thành phố Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, được xây dựng trên địa bàn xã Quảng Thịnh thành phố Thanh Hóa. Công suất máy biến áp 40 MVA khi đi vào vận hành, trạm sẽ cấp điện san tải cho trạm 110 kV núi 1, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy cho khu vực các huyện Quảng Xương, Nông Cấm và khu vực Tây Nam, thành phố Thanh Hóa, giảm tổn thất điện năng cho khu vực, đồng thời góp phần nâng cao năng lực lưới điện, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Năm 2019, huyện Tĩnh Gia phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 103 dự án với diện tích hơn 1.100 hecta. Đây là nhiệm vụ lớn, do đó ngay trong những ngày đầu năm, huyện đã có nhiều biện pháp quyết liệt để thu hồi đất, bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công các dự án. Dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường nối quốc lộ 1A với khu du lịch biển Hải Hòa đang được triển khai thực hiện. Nhằm đảm bảo mục tiêu tuyến đường hoàn thành trước mùa du lịch biển năm 2019, huyện tính ra đã chỉ đạo Hội đồng Giải phóng Mặt Bằng khẩn trương thực hiện việc kiểm kê, chi trả tiền bồi thường. Hiện các hội đồng giải phóng mặt bằng đã chi trả gần 70 tỷ đồng tiền bồi thường cho nhân dân sau khi uh, có kế hoạch thì chúng tôi cũng đã chủ động điện cho một số chủ đầu tư và đề nghị các chủ đầu tư trong cái dịp trước Tết nguyên đán thì uh, ủng hộ như thế là có cái kế hoạch thì uh, có cái chuẩn bị kinh phí để chúng tôi như thế là chi trả cho các hộ thứ nhất là người dân cũng có cái cái, cái kinh phí để uh, lo trong dịp Tết thứ hai là là người dân cũng được nhận cái tiền đền bù sớm hơn để như thế là sau cái dịp Tết nguyên đán thì họ sẽ tổ chức di chuyển bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công. Trong năm 2019, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thì biện pháp quyết liệt là cưỡng chế thu hồi đất cũng sẽ được huyện tĩnh gia áp dụng. Sự quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ngay từ những ngày đầu năm cho thấy huyện tĩnh gia đang thể hiện quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ tỉnh giao. Cùng với việc tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, huyện Hồng Hóa đang chỉ đạo các nhà thầu tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 1A đi khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 1A đi khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến được triển khai từ tháng 10 năm 2016 với thời hạn thi công là 2 năm, nhưng do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư nên tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch. Thời gian qua, cùng với việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, huyện Hoàng Hóa thường xuyên đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, tuyến đường đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính với tổng khối lượng xây lắp toàn dự án ước đạt 75%. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang quyết tâm thực hiện mục tiêu thông tuyến trước tiết nguyên đán kỷ hợi và đến ngày 30 tháng 4 năm 2019 sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục công trình. Hiện nay, cầu sân thuộc địa phận phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Trụ lan can cầu bị gãy đổ, nhiều thanh ngang lan can không còn. Mặt cầu xuất hiện vết nứt. Tình trạng xuống cấp của cầu sân đã xuất hiện từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Trong khi đó, hàng ngày, lượng người và xe lưu thông qua khu vực này rất lớn. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp hiện đại cho thành phố, tình trạng xuống cấp của cầu sân cần sớm được khắc phục. Công ty ô tô Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Vừa tổ chức triển khai chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông năm học 2018-2019 tại thành phố Thanh Hóa. Chương trình có sự tham gia của 270 học sinh chia làm 27 đội đến từ các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Thông qua các nội dung tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vẽ tranh tập thể theo đề tài an toàn giao thông, chương trình đã mang đến cho các em nhiều thông điệp ý nghĩa. Được biết đây là năm thứ 13, công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức chương trình này với mong muốn góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông. Ngày 15 tháng 1, Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Thanh Tùng, xã Thọ Ngọc về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 26 tháng 12 năm 2018, khi đi dự đám cưới của người trong thôn, đối tượng Lê Thanh Tùng sinh năm 1998 đã mang giàn pháo loại 36 quả ra nổ tại đám cưới. Hành vi đốt pháo trái phép của Lê Thanh Tùng đã vi phạm khoản 1, điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội gây dối trật tự công cộng. Hiện công an huyện Triệu Sơn đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Tùng để tiếp tục điều tra xử lý. Bản tin 18 giờ 30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Theo Bộ Công an, cả nước hiện có 210 băng nhóm với khoảng 2.000 đối tượng liên quan hoạt động tín dụng đen. Thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp các tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019, lực lượng công an sẽ tăng cường xác minh, xử lý các đường dây cho vay nặng lãi. Điều nguy hiểm là tín dụng đen thường gắn với tội phạm có tổ chức và thường núp dưới các vỏ bọc là dịch vụ cầm đồ, cơ sở kinh doanh tài chính, công ty đòi nợ thuê. Mới đây, công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được đối tượng dùng vật nghi là súng để cướp tài sản tại quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng. Đối tượng bị bắt là Ngô Đức Huỳnh ở xã Tam Điệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Trước đó, ngày 13 tháng 1, lợi dụng nhân viên bảo vệ cửa hàng Việt theo vắng mặt ít phút, đối tượng đã dùng vật nghi là súng để uy hiếp nhân viên và cướp 40 triệu đồng. Đối tượng đã bị công an Đà Nẵng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an vừa bắt quả tang hai cơ sở kinh doanh xả nước thải sản xuất chưa qua xử lý ra môi trường đó là một cơ sở dịch vụ giặt là và công ty kinh nhiệm hữu hạn phát triển thuận phát ở huyện Hóc Môn. Đại diện công ty thừa nhận đã thải nước trước qua xử lý ra kênh nước phía trước phát sinh từ xưởng giặt quần áo. Công ty sử dụng khoảng 100 mét khối nước một ngày đêm phục vụ cho việc giặt quần áo. Công ty sử dụng 3 giếng khoan mà không có giấy phép khai thác nước ngầm. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đang lập hồ sơ xử lý một lô hàng gồm 200 chiếc điện thoại di động buôn lậu qua đường hàng không. Đây là lô hàng của hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Bước đầu vị khách này khai mang số điện thoại trên qua Việt Nam bán kiếm lời. Vụ tỏi năm nay ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được mùa nhưng rất giá thê thảm. Giá tỏi chỉ khoảng từ 25 đến 30.000 đồng một kg, bằng một nửa so với năm trước. Hiện cả huyện Lý Sơn còn tồn đọng khoảng 100 tấn tỏi. Nguyên nhân giá tỏi giảm sút là do năm nay cả nước được mua tỏi, trong khi đó lượng tỏi nhập khẩu cũng rất lớn, bán với giá rẻ nên thị trường tiêu thụ bị phân tán. Các nhà vườn ở tỉnh Hậu Giang đang tích cực chăm sóc mãng cầu để có những quả đẹp phục vụ Tết với sản lượng khoảng 50 tấn. Mãng cầu xiêm là một trong những loại trái cây được người dân ưa chuộng trưng bày trong mâm ngũ quả vào dịp Tết với ước mong năm mới đủ đầy sung túc. Năm nay, các nhà vườn nơi đây còn sản xuất thử nghiệm khoảng 1.000 quả mãng cầu vàng, dự kiến sẽ được bán từ 75.000 đồng đến 100.000 đồng một quả. Trong năm 2018, cả nước nhập khẩu hơn 81.500 ô tô với tổng kim ngạch 1,8 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, xe từ Thái Lan nhập khẩu về là hơn 55.000 chiếc, chiếm hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Quốc gia đứng sau Thái Lan về lượng ô tô nhập khẩu về là Indonesia với hơn 17.000 xe, chiếm 21% lượng ô tô nhập về với kim ngạch hơn 269 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam cho biết, năm 2019 sẽ là năm đầu tiên tập đoàn phải nhập khẩu pha trộn than với khối lượng quy mô lớn gần 5 triệu tấn. Đây sẽ là thách thức không nhỏ bởi năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn do điều kiện sản xuất than ngày càng xuống sâu, theo đó chi phí sản xuất tăng cao, năng lực sản xuất, điều kiện việc làm còn hạn chế. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30, ttva gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 25 36, 36 Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.